Hướng dẫn sử dụng máy ép chậm ProMix SG02. Ấn nút nguồn để khởi động máy và máy sẽ ép ở tốc độ số 1. Ấn nút nguồn một lần nữa để đẩy máy sang tốc độ số 2. Và ấn thêm một lần nữa để tắt máy. Ấn và giữ nút Reverser, máy sẽ đảo chiều trục ép. Sử dụng chức năng này trong trường hợp kẹt bã. Mẹo sử dụng que nhồi, lưu ý thao tác nhồi, nhấp que vừa đủ để đẩy hoa quả xuống trục ép, không nhấp mạnh tay quá.